Okay, hello everybody. Nice to see you again on this video. Today, I just selected a new grammar. It is related to the infinitive of purpose. Right now, I don't want to waste up the time, and I would like to start. So today, bọn bọn học nghe ngày nay teacher xong lớp giờ này về có thay mới. Cứ ở chỗ mua thang infinitive of purpose cứ infinitive đại là mình chạy bị cua nó. Ok chẳng có mọi khác về vừa lý dụ ở trán cứ thị trường xong chạp đa mà lỡ. Ok, English grammar for grade 10 cái infinitive of purpose này cứ chỉ infinitive infinitive đại mình chạy bị cua nó ta mình chạy bị cua nó mà. Ok, let's start. Okay, what is the infinitive of purpose? Ta infinitive of purpose cứ chia vậy. Okay, ta phổ nãy trả lời bạn. What is the infinitive of purpose? Okay, here. Infinitive of purpose is two infinitive or two infinitive phrase that has a region of the meaningful sentence. Chẳng kể tha infinitive of purpose nó cứ chia two infinitive rồi có chia clear about two infinitive. Đại prapi head part đại prapi head part này prayok bình lĩnh. Bởi dụng đại miễn ảnh này bình lệnh. Chẳng phải hai phát này bởi dụng đại miễn ảnh này bình lệnh mạnh. Cái số ta bởi dụng nâng kỳ thua nâng làm bởi ấy. Ta bởi dụng nâng kỳ thua nâng làm bởi ấy. Nào lúc ấy đi exam không? À lấy châu mưa cả lệch. Châu cả lệch mưa nó tiêu hoàng ở khả nế. Ok. So the first one. Lấy mưa tìm mùi. Ta a dog always howls at night. Chẳng kì tha, sky tay tay lưu nó bề dục. Chẳng kì nhé, sky tay tay lưu nó bề dục. Chẳng xua ta bề dục on, bề dục thì mỗi nè, vì mình đây sẽ đáp án on. Chẳng cứ sky tay tay lưu nó bề dục. Chẳng kì nhé, chẳng bề dục nít cứ vì mình đây sẽ đáp án cái ở trong một thằng mình phù sân thần. Né. Meaningful sentence. À, mỗi tiết, a dog wants to find a beach. Chẳng chạy năng viết cứ trao ca rợt nhì rồi bảo vệ. Né, chẳng rợt nhì rồi bảo vệ. Chẳng xua là hẹt ở vấy bà mang chì về lưu. Hẹt ở vấy bà mang chì về lưu. Chẳng ai kế. Cứ, nè, cứ, cứ đam bấy rợt nhì rồi bảo vệ. Đam bấy rợt nhì rồi bảo vệ. Chẳng đi hát cứ chỉ infinitive of purpose. Okay, now look at this. At night, a dog always howls at to find a beach. Chẳng kịch hà mà kịch hà nơi bề giúp sky tay tay lú đam bấy xoay rớt nơi sky nhì mùi. Né? Chẳng vì lú đam bấy rớt nhì vậy nè. Chẳng là sky lú nơi bề giúp chẳng miên đây sạp bà nè. Cứ lú đam bấy ấy. Hãy đọc bằng sky nó vì lưu. Cứ vì lưu đọc bây rớt. Rớt sky gì nè. Nhưng chẳng cô là đi chìa cô làm nó đọc biết. Đại đó, mình chạy thà hãy đọc bằng vì lưu. Chẳng vì lưu cứ đọc bây rớt sky gì nè. One more. My uncle gave me a bike. Because he wanted me to ride it to school. Lục bú rồi bọc nhóm bàn. Ôi cái nhóm nó còn mùi bị búa. Quát trong ở nhóm nó chỉ còn nó tới thật là. Chẳng. Because he wanted me to ride to school. Quát miên cô một nón. Trong ở nhóm nó cứ chỉ còn nó tới thật là. Chẳng đa chỉ hát đại quát nó. Tao tập đó còn ở nhóm. Chẳng. Nếu bây đại dương xây bị khó bạp. Mình nên tham dụng nó bị vẽ nha. Chẳng cứ thì chớ nằm rau ở bốn phá thu infinitive. Cứ được gọi infinitive of purpose. Đó là dương mới đi.
Okay, look at the answer. When you want to make it shorter, okay, so we need to use infinitive of purpose. Okay, look at this. My uncle gave me a bike. Pu robot nhóm ban ao nhóm được còn mùi chẳng thua tha. Vì mai mà đó bãi này ta vừa dục mùi cầm nát để vừa dục miền này ta ban ọt. Pu robot nhóm ban ao nhóm được còn mùi chẳng cứ miền này đáp đáp ban nè. Chẳng thua tha hết mà có ao còn nè. To ride to school cứ đam bay chỉ tới tới sân là thế nhé. Chẳng còn vừa lấy chẳng to ride to school này cứ vị trí infinity of purpose. Việc cư chia intuitive để pháp bị cố cô cũng đoán là hai đạo vấy ban chìa phù nâng áo ai còn một nhóm. Ok, so I hope this when you have listened to my explanation, I hope you can understand okay, this grammar. Now look at more example. Okay, ta lấy cho mưa thì họ được tài tiền. We are reading a newspaper. Bộ dưỡng cứ cầm bông an cả sạp. Chẳng biết đây đáp bàn ạ. Cứ đáp bàn. Chẳng thua thì hát đấy bàn dưỡng an cả sạp. Hát ấy, bàn dưỡng cầm bông an cả sạp chẳng. Chẳng gì đáp mà. Cứ to know the news. Chứ đàm bấy đăng phí phố của đồng nghiệp. Né. Chẳng dưỡng ai cho xe chưa bởi dụng với anh hàm anh hà. We are reading a newspaper because we want to know the news. Nâng dương chọn thật xe chia vào chung bình. Ví dụ vô bình. Tại bà dương chọn thật xe vì chỉ lẽ nạc lấy đời. Pra infinitive of purpose này. Number two. My mother have bought fish. Mà đai rồi bọc nhóm tướp từng bán tình trầy. Né. Nhưng sạp bán ớt. Cứ sạp bán. Cứ có tướp về tình trầy này kìa nhé. Có bản tái, cứ dương trong time infinity of purpose ta xua thằng hai ta vấy mang cho con tình trầy. Hai đây. Cứ ý kì. Nì. To cook for dinner. Cứ đảm bấy chung ấn. Xong ra bài hát ngay. À thử rì à hà bê là nghiệp. Chẳng cứ nít chì infinity of purpose đây mà chạy bị khôn nóng đại con rất là tình trầy. Number 3. Thầy bơ like eating fruit. Thầy bơ like sitting fruit. Thầy bớ cho chất nhắm lại chơ à. Chẳng cái xua miền này ta bởi dụng nó miền này đạp bàn ọt. Cứ bởi dụng nó cứ miền này đạp bàn pinh lên tay mà đó. Pinh lên tay mà đó. Còn bàn tay có những chân đằng hai đập bấy ở màn chiến liếng chân. Chân nhắm rưu cho chất nhắm lại chơ hai đây. Cứ đại sao bị bố liếng chân. Chân ai kế. Cứ liếng chân thôi ở bài cho bàn liếng nó cứ miền xong nào. Né. Chẳng cứ dùng pra to make her skin moist. Thế nhé. Chẳng đảm bấy thua ở sổ bài đoàn nếu miên sầm nào. Chẳng là trái bớ cho chất nhắm lại chớ đảm bấy thua ở sổ bài đoàn nếu miên sầm sầm nào. Né. Rồi có dùng ai cho xây chìa bây giờ quên thầm ấy. Trái bớ likes eating fruit because she want to make her skin moist. Ok, moist. Chẳng hề nhé, chẳng dừng ai cho say dừng pra chỉ lẹt nạc because của bạn này. Tại vì về, tại bà dừng pra to infinity of purpose cứ bị khởi. Cái nào vô. They will play football. Chẳng phụ kế nâng lên bà toàn. Phụ kế nâng lên bà toàn. Chẳng tiểu sai chẳng hạn nè. Ok, chẳng hại đó bé phụ kế nâng lên bà toàn. Because đây ấy. Because they want to get a prize. Chẳng vì bố ấy kế chẳng cho tôi bán nữ pin đồng hồn. Chẳng dương mình chẳng bài chạy because thế thì dương cơ to get a prize. Chẳng biết là vụ kế nâng lên mà tốt đảm bấy cho tôi nó rốn đồng hồn. Number 5. She needs a computer. Niên trở cả computer mặc rừng. Đáp bán á. Cứ đáp bán ta trở cả cái trở cả. Tại sao thầy đáp bán thì niên trở cả computer. Chẳng là thầy. Because she want again. Yeah. Because she want to type text. Cô niên chọn white at the bottom. Ở đây có dương giờ xây dịch lấy thầy.
She needs a computer to type text. Nhiếng trâu ca computer đảm bấy vai át. At the bottom, just to type text. Bia cư dị infinitive of purpose sign. Okay. So in these points, I hope all of you would understand it. When you don't understand, you can comment below my video, or you can chat to me on Telegram. Okay. Now, continue to one more point. Okay. There can be more than one infinitive of purpose in a sentence. Chẳng hạn mà ai miễn nữ infinitive, ai miễn nữ infinitive of purpose trong chương mùi nhé. Cứ ai miễn infinitive of purpose trong chương mùi được không bị dồn. Nè ai miễn trong chương mùi. Chẳng biết ai miễn quý, ai miễn bay, ai miễn buồn ở chẳng tay. Okay. Là lỗi example. Okay. Example. I say tomorrow we will open the meeting. Ngày sáng dương nâng ba ca và chỗ mùi. Chẳng to enlarge our business. Chẳng cô non tìm mũi cứ dương ấy kìa. Cô non tìm mũi cứ đảm bấy phùng rít nữ chùm nuôi đồng bào phụ dương. To exchange opinions. Anh ấy cô non tìm phí cứ đảm bấy nơi plat đâu nơi cùng nết vô bò. And to keep in touch. How you nâng đàm bay ra ta tùm nhé. Tùm nhé tùm nơ. Chẳng cứ cô bụng non tì phí cứ đàm bay ra ta tùm nhé tùm nơ. Chẳng nơi khăn nông bởi dụng mùi ní ta miên infinitive of purpose chùm nuôn tùm mán. Cứ miên chùm nuôn. Enlarge, sorry, to enlarge, to exchange, and to keep. Chẳng cứ tưởng ốc miên đo ra thẻ bay. Okay, one more. Okay, I am running a school. Nhóm cầm phong tái ở bạc sả lá mùi. Chẳng cầm phong tái bạc sả lá mùi. Chẳng xua ta bạc sả ấy. Chẳng được không ní? Cứ chẳng đảm bảo cùng nó tìm mối thả to impart knowledge to the students. Chẳng đảm bảo ấy cứ đảm bảo tí chẳng nè đắng tự ỏi sơ. Nâng cùng nó tìm mối, cùng nó tìm phí. To earn some income. Cùng nó thì cứ đảm bấy cái, cứ đảm bấy rớt phải trong nó khác. And to make some work for my relatives. Hơi nâng đảm bấy bằng cao ca nghe khác. Ôi nhít sần đàn ra bọc nhau. Chẳng cùng nó thì mỗi cứ in part. Cùng nó thì cứ earn. Ai cùng nó thì bấy cứ to make. Chẳng tận ở miền bấy cùng nó. Ok. Three purposes. Okay, one more. I am running a school to impart knowledge to the students, to earn some income, but not to make my life better. Chẳng nơi khăn ông ní cứ dùng miên cô nón chẳng nôn bay đài. Tí mùi cứ nhóm còn phong tại bạc sả lá cứ đam bay tê chẳng nạt đắng tự hỏi sớ. Đảm bấy rớt ra trong đầu lạc lá. Bọn tài nền là phía đại dương chăng. Cả nà dương pra bắt. Cả lấy cứ trở thành pra bạc sai. Phụ thông ổn đi phụ thông tài chỉ sợp ná. Bọn tài nọt cứ dương pra nọt. Mục thu của anh cũng đã nọt được lấy ní. Có trở đạn nạc có trở cứ đạn được vì mục thu nè. But not to make my life better. Bọn tài mình mến đảm bấy phụ ổn chỉ vật nắng. Căn tay và xa được lạc. Nhé. Chẳng được về đại dương chọn thuộc vị trí negative cứ dương tự đã nọt lại nè. Đã nọt lại nè. Đôi lại đi chẳng. Ồ mà đại dương chọn nó nọt nọt á. Đại dương chọn thuộc vị trí negative á. Như là bạn. I am running a school not. Này cái đã not. To impart knowledge to the student. Not to earn some income. But to make my life better. Anh nắng được về đại dương chọn thuộc vị trí negative. Okay, so would you understand this with this explanation? Okay, I think this one is very easy for you to understand when you look at the example here. Tom. Okay, now right now, would like you to continue to other point? Okay,
cái chất xuân một hoành. Ok, one more. Hello, cho ôn mưa cái lại mùi tiết. Infinity of purpose can be, sorry, can stand at the beginning of the sentences when an infinitive of purpose needs many activity to achieve a goal of infinity of purpose. Chẳng kỳ thà mạch, kỳ thà infinity of purpose cứ ai chờ nơi khẳng đám nơi pro dục chỉ chẳng khẳng đám kia. Nếu bây đại infinitive of purpose nó viết ra cả sạc cả một hiệp chỉ tràn, sạc cả một hiệp chỉ tràn. Đảm bấy từ tôi bạn chụp cháy nữ cool, nữ cool bằng nó là bỏ infinitive of purpose. Chẳng mình này thà, cool bằng nó là bỏ viết cư miên tài mùi tế của bản tác ra cả sạc cả một hiệp chỉ tràn. Đã dạy hết dương tự đại infinitive of purpose nơi hạng mục này bỏ dục đang nụ. Ôi trời chám á. Ok, now look at the example. Okay, to get a prize in a football match, chẳng hạn như cái nào đam bay từ tour nữ, đam bay từ tour nữ rồng quan được nòng ca pro quân ba toát, này chỉ cùng nó chẳng đam bay từ tour quan được ca pro quân ba toát. We have to try to rehearse. Chẳng dương trâu tái phía diếm, này so mày hời, này so mày hời. And we often do some exercise. Hỡi dương chỉ rơi rơi cứ thua lùng hạt bàn. And we need to eat healthy food to dry our energy. Hỡi dương cứ trâu cá nhắm à há đại miến phóc hợp hiệp lõ đam bấy bằng cá nước hà mập bồn. Né chẳng xua tha bà dục nì mùi nếp nói miền bà dục bấy bà dục nì mùi dương thua đam bấy cứ dương thua đam bấy ao chí nét ca và cô đam bấy cho tôi không quan hệ. Né dương phía diếm vật hát đam bây tù rồng quán. Dương thua lùng hát pram rõ thái đam bây tù rồng quán. Dương trời ca nhằm à hát đam miền sọc cọc hiệp đó cứ đam bây ở trên này ở tù ba rồng quán đi phòng này. Ok, one more, sorry. Ok, so finish. Thank you very much for watching.